Những bài học mà mình được học và không được học ở trường kinh tế. Mình đậu trường Đại học Kinh tế TP.HCM và sau khi mình học 2 năm ở trường kinh tế thì mình chuyển qua Úc, học ở một cái trường nó tên là Wulongong. Thì trường này thuộc top 250 trên thế giới. Và khi mà mình học ở đó thì mình cũng được top là 5% sinh viên của khoa kinh doanh. Sau đây là những cái bài học về kinh doanh mà mình được học ở trường đại học và cả những cái bài học mà mình không được dạy ở trường. Mình nghĩ là đây có thể là những cái kiến thức quan trọng để giúp cho các bạn tiết kiệm được 4 năm đại học cũng như là tăng tốc trên cái hành trình kinh doanh sắp tới của bạn. Đầu tiên có một cái mình muốn nói, đó là phần lớn những cái kiến thức về chuyện kinh doanh của mình á, mình không nghĩ là mình học đó từ trường đại học, kể cái trường đại học ở Việt Nam hay là trường đại học ở nước ngoài. Thường là mình đi làm rồi mình tự kinh doanh, rồi mình tự học ở trên mạng, rồi mình mua các cái khóa học. Mình cảm thấy là những cái kiến thức đó nó phù hợp với mình hơn, nó thực tiễn hơn. Mình nghĩ lý do vì sao mà phần lớn những cái kiến thức đó ở đại học nó khó áp dụng, ít nhất là đối với mình, là tại vì người ta chỉ để bạn phân tích, để mà bạn biết phân tích công ty này như thế nào, phân tích chiến lược kia ra sao. Và khi mà bạn đi làm á, thì không ai thuê một đứa mà nó mới ra trường để mà về đó mà phân tích công ty cho người ta, cho sếp nghe cả. Maybe là những cái kiến thức trong trường nó có thể áp dụng ở đâu đó, nhưng mà mình nghĩ là cái khoảng thời gian từ lúc mà bạn ra trường cho tới cái lúc mà bạn thật sự bạn dùng những cái kiến thức trong trường đại học, nó là một cái khoảng cách rất là xa. Và ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bài học mà mình nghĩ là nó thiết thực hơn, bạn có thể áp dụng được liền kể cả khi mà bạn đang đi làm hay là bạn đang kinh doanh. Và điều đó dẫn chúng ta tới điều thứ nhất, attention, sự chú ý. Đây là cái bài học mà mình tự học ở ngoài đời. Trận chiến đầu tiên mà các bạn cần phải thắng, đó chính là phải thắng được sự chú ý của người khác. Trước khi mà bạn có cơ hội để mà mở miệng ra nói thương hiệu của bạn thế nào, câu chuyện của bạn ra sao, sản phẩm bạn có mắc, rẻ, xịn như thế nào đi nữa, bạn cần phải thu hút được sự chú ý của người khác. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà tất cả sự chú ý nó đều đổ dồn trên cái điện thoại. Và nếu mà các bạn không biết cách làm thế nào để khi mà người ta đang lướt TikTok, người ta đang lướt Facebook, người ta dừng lại, người ta xem cái mẫu nội dung của bạn, thì tất cả những cái thứ khác mà bạn làm á, khả năng cao nó không có ý nghĩa gì hết. Hiện tại đây, khi mà các bạn đang xem cái video này, ở ngoài kia có một ai đó họ đang bán một cái sản phẩm nào đó mà nó rất là phù hợp với bạn. Cái quần áo mà bạn thích, cái chương trình dạy làm giàu mà bạn muốn, cái chương trình giảm cân mà nó có thể là rất là phù hợp với các bạn. Tuy nhiên, bạn không có thấy cái cơ hội đó, tại vì bạn đang xem cái video này, tại vì mình đang giữ cái sự chú ý của bạn. Cho nên là kể cả ngoài kia, cái sản phẩm của người kia nó có xịn, nó có tốt, nó có rẻ, nó có phù hợp với bạn đến mức nào đi nữa, bạn cũng không thấy được nó để mà bắt đầu cân nhắc về nó nữa. Học cách thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là trên social media, là một cái kỹ năng mà nó cực kỳ quan trọng trong cái thời đại này. Và bạn phải biết là cái cuộc chơi này nó khốc liệt tới mức nào. Nó không chỉ là bạn làm YouTube thì bạn cạnh tranh với những YouTuber khác, bạn làm TikTok thì bạn cạnh tranh với các TikTok khác. Sự chú ý nó khác với lại tiền. Tiền thì người ta có thể xài cho người này và người ta xài cho người khác, nhưng mà cái sự chú ý của mỗi người đó, nó có giới hạn. Hoặc là người ta đang coi YouTube, hoặc là người ta coi livestream trên TikTok, hoặc là người ta đang lướt Facebook. Cái sự chú ý đó là cái tài sản của mỗi người, nó có giới hạn, và đó có thể là cái tài sản giá trị nhất mà bạn có thể lấy được từ người khác. Cái thứ hai, xác định khách hàng và vấn đề của khách hàng. Đây là một thứ mà maybe là các bạn sẽ được học ở trong trường đại học. Điều cuối cùng mà bạn muốn làm trong kinh doanh, đó chính là bạn tạo ra một cái sản phẩm mà không ai cần tới. Mình đã nghe qua rất là nhiều cái ý tưởng kinh doanh nó phải gọi là it's really stupid. Những người founder đó, những người kinh doanh đó, họ có một cái đam mê, họ có một cái sở thích về một cái lĩnh vực, họ tự tạo ra một cái sản phẩm mà đối với cá nhân họ nó rất là cool, người ta thích cái sản phẩm đó. Và họ nghĩ là ngoài thị trường những người khác họ cũng như vậy. Big mistake, sai lầm cực kỳ lớn. Mình có một người bạn và bạn nó muốn start up về cái thẻ cà phê gì đó, cái thẻ bài cà phê. Thì trong những cái tấm thẻ bài đó nó có thông tin về cà phê, và khi mà những người nào mà họ thích cà phê, họ mua cái thẻ bài đó thì maybe là họ sẽ biết thêm được về cà phê. Khi mình nhìn vào ý tưởng đó, mình thấy nó rất là khó để thành công, tại vì người ta không có nhu cầu. Nó không phải là một cái nỗi đau mà bắt buộc người ta phải giải quyết được. Và nếu mà bạn làm như vậy, tức là bạn đang cố gắng tạo ra cái nhu cầu cho cái sản phẩm của bạn, và rất là khó để mà bạn có thể tạo ra được nhu cầu hay là tạo ra thị trường, đặc biệt là khi mà bạn mới bắt đầu kinh doanh. Thay vào đó, bạn sẽ muốn tìm trên thị trường đâu là những cái nhu cầu mà người ta đang cần, và bạn lắp vào cái chỗ trống đó. Nhìn xung quanh của bạn coi, đâu những người xung quanh của các bạn, người ta đang gặp những cái vấn đề gì, có cái vấn đề nào bạn có thể giúp họ giải quyết được hay không. Rồi sau đó bạn tạo ra cái phương pháp, cái giải pháp cho chuyện đó. Rồi bạn tìm tới với cái người mà bạn đã xác định là họ đang gặp cái vấn đề đó. Bạn nói với họ là: ê, tôi thấy bạn đang gặp phải vấn đề này nè, bạn đang đau lưng, bạn đang không có tiền, bạn đang mập, bạn đang như thế này thế này. Đây là cái giải pháp của tôi, bạn có muốn thử không? đơn giản, dễ bán. Và như vậy là bạn đã bắt đầu có được cái công việc kinh doanh của bạn rồi. Lặp lại một lần nữa, các bạn xác định khách hàng, các bạn xác định vấn đề, các bạn tìm giải pháp. Đừng đi ngược lại, đừng tự tạo ra giải pháp rồi sau đó tìm khách hàng, đặc biệt là khi mà bạn mới bắt đầu kinh doanh. Bài học thứ ba, Minimal Viable Product. Đây là một khái niệm rất là hay được nói đến trong cuốn sách The Lean Startup. Đây là một cuốn sách rất là hay, recommend các bạn nên đọc qua thử. Thì tác giả, ông kể về chuyện là ông có một cái startup về phần mềm, và khi mà ông ra mắt cái sản phẩm nó có rất là nhiều lỗi, nó rất là cơ bản, nhưng mà ông vẫn bán ra thị trường. Và trên thị trường có những người họ gọi là early adopter, tức là những người mà họ muốn chứng tỏ là họ đi đầu xu hướng. Họ sẽ mua cái sản phẩm mới đó kể khi mà trên thị trường nó chưa có quá nhiều review về sản phẩm. Những cái early adopter này á, họ sẽ mua sản phẩm, họ sẽ xài thử, họ sẽ thấy cái nào hay, cái nào dở và họ sẽ feedback lại cho công ty. Và công ty ở phía sau họ sẽ nhận được những cái feedback đó và họ liên tục vá lỗi và update những cái phiên bản mới tiếp theo ra thị trường. Cái phương pháp này giúp cho công ty đó trụ được, tại vì họ bán sản phẩm ra rồi thì họ có tiền thu vào và dùng tiền đó để trả lương cho nhân viên, rồi họ có những người khách hàng thật sự sử dụng cái sản phẩm đó và feedback lại cho họ để họ biết chính xác là cái lỗi nằm ở đâu để họ sửa nó và họ cải thiện nó một cách tốt hơn. Mục đích của startup là phải tìm ra được cái thứ để mà giải quyết cái gì mà khách hàng đang thèm muốn và sẵn sàng trả tiền cho nó. Minimal Viable Product, tức là cái sản phẩm cơ bản nhất mà bạn có thể tạo ra được. Nếu mà bạn bán thời trang, nó có thể là bạn không cần phải bán nguyên một cái set đồ mà bạn chỉ cần maybe là cái áo thôi. Nếu bạn bán dịch vụ thì đâu là những cái thứ, những cái công việc trong cái gói dịch vụ đó mà nó đơn giản nhất bạn có thể làm và thực sự sẽ đem lại kết quả cho khách hàng. Lý do tại sao mà bạn muốn ra mắt một cái minimal viable product là tại vì nó tốn ít thời gian và tiền bạc để mà bạn đầu tư. Và khi mà bạn bán ra thị trường thì bạn sẽ có khách hàng feedback lại cho bạn để mà bạn sửa và cải thiện cái sản phẩm đó. Tại vì kể khi mà bạn có nghiên cứu tới mức nào nữa, bạn có ngồi ở nhà, bạn dùng hàng trăm, hàng giờ đồng hồ để mà nghiên cứu về khách hàng, nghiên cứu về vấn đề của họ, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa chắc là khách hàng họ sẽ muốn mua sản phẩm của bạn. Người ta mập chưa chắc là người ta muốn mua chương trình tập gym, maybe là người ta muốn hút mỡ đúng không? So cái chuyện mà bạn ra mắt một cái sản phẩm cơ bản, nó giúp cho bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, kiểm tra được là thị trường nó sẽ phản ứng như thế nào, sẽ có người mua hay không, và bạn sẽ có được feedback để mà cải thiện sản phẩm. Và thêm một cái nữa mà cá nhân mình thấy là khi mà bạn ra mắt với một cái sản phẩm cơ bản, một cái minimal product như vậy, nó không chỉ là có ý nghĩa về mặt tiền bạc, thời gian, mà nó còn có ý nghĩa về mặt tâm lý cho bạn. Khi bạn dồn rất là nhiều công sức vào để ra mắt một cái sản phẩm, bạn coi nó giống như là cái sản phẩm tuyệt đối của bạn, right? Và nếu mà lỡ bạn bán ra và không bán được thì lúc đó tinh thần của bạn sẽ rất là xuống và bạn cảm thấy như là tao đã dành hết công sức cho nó rồi mà nó còn không hiệu quả nữa thì it's over, right? Nhưng mà nếu mà bạn ra mắt với một cái sản phẩm cơ bản, bạn biết là nó vẫn còn lỗi, bạn biết là nó vẫn có thể cải thiện được, thì lúc này cái tâm lý của bạn nó sẽ khác. Maybe là lúc mà bạn launch cái sản phẩm nó không quá thành công, it's ok, bạn có thể đoán được trước và bạn nhận được rất là nhiều feedback không hài lòng. Bạn cũng đã dự đoán trước được nó để mà bạn có cái tâm lý để mà sửa cái sản phẩm lại nhanh hơn. So, sẽ có bạn thắc mắc là nếu mà ra mắt với một cái sản phẩm quá là cơ bản, quá là không chuẩn thì làm sao để mà có thể thuyết phục được khách hàng mua cái sản phẩm đó. Đó là lý do vì sao mà cái điều thứ tư này nó bắt đầu quan trọng. Sản phẩm và offer. Đây là một cái mà mình học ở ngoài trường đại học. Thì mình nghĩ cái khái niệm mà gọi là offer đó là một cái nó khá là mới lạ với nhiều người. Offer là cái lời đề nghị mà bạn đưa ra để khách hàng đồng ý đưa tiền cho bạn. Và bạn nên nhận ra rằng là cái offer và cái sản phẩm của bạn là hai thứ khác biệt nhau. Lấy ví dụ đi, ví dụ như mình là PT đi và mình bán cái sản phẩm, lấy xe là tập gym giảm cân. Thì cái offer của mình nó sẽ là trả cho mình 10 triệu, mình sẽ giúp cho các bạn giảm được 10 kg trong vòng 3 tháng. Đó là offer. Còn cái sản phẩm của bạn là cái chế độ tập luyện của bạn, cái chế độ dinh dưỡng, cái chế độ ăn đó, đó là cái sản phẩm, đó là cái khác, đúng không? Và thậm chí lúc người ta mua, người ta không quan tâm là bạn tập cho người ta cái gì hay là bạn bắt người ta ăn cái gì nữa. Người ta chỉ muốn biết là cái offer của bạn là gì và liệu là người ta có đạt được cái kết quả mà người ta muốn hay không. Và nếu mà bạn có một cái offer hấp dẫn thì cái việc bán hàng của bạn nó sẽ trở nên rất là dễ dàng. Thì ví dụ như là 10 triệu để giúp cho bạn giảm 10 kg. Nào một cái offer khác, 10 triệu giúp bạn giảm được 10 kg trong vòng 3 tháng. Nếu mà bạn không giảm được 10 kg trong vòng 3 tháng đó thì mình sẽ tặng các bạn thêm 3 tháng nữa. Thì nó hấp dẫn hơn, đúng không? So, 10 triệu để giảm được 10 kg. Nhưng mà nếu mà các bạn sau 3 tháng bạn không giảm được 10 kg thì mình sẽ hoàn tiền 10 triệu lại cho các bạn. Nghe nó hấp dẫn hơn nữa rồi, đúng không? Nhưng mà nếu tiếp nữa, 10 triệu giảm 10 kg. Nhưng mà nếu mà sau 3 tháng mà không giảm được, không chỉ là mình hoàn tiền lại 10 triệu cho bạn, mà lúc này mình tặng thêm bạn 10 triệu nữa. Thì lúc này nếu bạn có cái offer như vậy thì không chỉ là bạn bán dễ mà người ta thậm chí người ta còn dúi tiền vô tay bạn, người ta bắt bạn phải nhận tiền của họ nữa. Như các bạn thấy, trong cả 4 trường hợp trên, cái sản phẩm nó có thể là như nhau. Nó vẫn là cái chế độ tập luyện đó, cái chế độ ăn uống đó, nhưng mà cái offer nó khác biệt. Và bạn có thể dễ dàng cảm nhận được là cái offer nào nó sẽ là cái offer mà bạn dễ dàng bán hơn. Lý do tại sao mà cái chuyện offer này nó quan trọng là tại vì trong mỗi giao dịch đó, nó có cái rủi ro. Người mua lúc nào người ta cũng sợ là người ta không đạt được cái kết quả mà họ muốn. Bạn bước vào một cái nhà hàng, bạn lo là không biết cái đồ ăn này nó có hợp với bạn hay không, bạn phải trả tiền. Rồi bạn mua một cái chế độ giảm cân, bạn không biết là có giảm được hay không. Bạn mua một cái chương trình dạy về kiếm tiền, bạn không biết là bạn có kiếm được tiền hay không. Và khi mà các bạn kinh doanh, các bạn sẽ thấy là phần lớn mọi người bán, người ta đẩy cái rủi ro này về phía khách hàng. Mua đi, được không được thì thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn giỏi, các bạn tin vào cái sản phẩm của bạn, bạn đưa ra một cái offer để mà gánh bớt cái rủi ro đó về phần mình, thì bạn sẽ dễ dàng đưa ra một cái offer tốt hơn, và cái chuyện kinh doanh của bạn nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Giống như là cái cách mà mình tạo ra cái offer cho chương trình Trại Creator Mastermind. Các bạn có thể vào trang web trạicreator.com để mà tìm hiểu thử. Thì đó là một cái offer mà mình đẩy bớt rủi ro về phần mình. Làm thế nào để mà bạn có thể tạo ra được một cái offer mà khiến cho khách hàng không thể từ chối được, right? Và khi mà bạn có cái mà người ta gọi là irresistible offer thì cái việc kinh doanh của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái thứ năm là channel, là kênh. Channel ở đây nó tức là đâu là cái kênh chính để mà bạn tìm khách hàng và làm việc với khách hàng. Nó có thể là những cái trang social media như là YouTube, Facebook, TikTok. Nó có thể là những cái sàn thương mại điện tử là Shopee, Lazada. Thông thường khi mà các bạn bắt đầu kinh doanh đó, bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái kênh chính, và cái kênh đó nó mang lại phần lớn doanh thu của bạn. Và thông thường rất có thể là cái kênh chính này nó không phải là do bạn chọn, mà nó còn phụ thuộc vào cái đặc tính của cái sản phẩm mà bạn bán. Ví dụ bạn có thể xây dựng cái thương hiệu của bạn trên rất là nhiều kênh, nhưng mà let's say là nếu bạn bán những cái đồ gia dụng, những cái đồ mà giá tầm dưới 100.000 này kia, rất có thể là nó sẽ pop up ở trên TikTok rất là nhiều. Còn nếu mà bạn bán local brand, maybe là Instagram đó là cái kênh chính của bạn. Nếu mà bạn bán những cái sản phẩm như là coaching, dịch vụ, maybe Facebook sẽ là kênh chính của bạn. Nó tùy thuộc vào cái đặc tính của cái sản phẩm mà bạn bán. Ví dụ như mình đi, mình có nhiều follower nhất là ở trên TikTok, nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại TikTok nó contribute chắc chưa tới 10% doanh thu của mình. So bạn sẽ muốn xác định đâu là cái channel, đâu là cái kênh chính của bạn, và bạn nên xác định nó dựa vào cái doanh thu mà bạn tạo ra được trên cái kênh đó, thay vì là cái số lượng follower. Và sau một thời gian mà mình kinh doanh online thì mình nhận ra là một khi mà bạn đã xác định được đâu là cái kênh chính của bạn, bạn sẽ muốn dành hết thời gian và công sức vô trong cái kênh đó. Những cái nền tảng khác bạn vẫn nên xây dựng, nhưng mà bạn nên coi nó là một cái kênh phụ. Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất là nhiều nếu mà bạn tập trung vô cái kênh chính đó, thay vì là tách thời gian của bạn ra cho những cái phụ. Mình lấy ví dụ, nếu như mà là cái sản phẩm của bạn thấy là bạn bán ở trên Facebook nó rất là chạy ha, thì bạn sẽ muốn dồn hết vào trong đó, bạn muốn maximize cái cơ hội từ cái Facebook đó nhất có thể, cho đến khi nào mà bạn không thể nào gọi là optimize nó hơn được nữa. Ví dụ như là một ngày bạn đã post từ 6 tới 10 bài viết rồi, bạn không thể nào post được nhiều hơn nữa, thì lúc đó là bạn đã cap ở cái nền tảng đó rồi. Thì lúc đó hãy dành thời gian để mà cân nhắc những cái kênh khác để mà tăng thu nhập. Cái thứ 6, báo cáo tài chính. Đây là một cái mà chắc chắn là các bạn sẽ được học khi mà các bạn vào trong trường kinh tế. Có 3 cái báo cáo tài chính quan trọng mà các bạn nên biết. Thứ nhất là income statement, tức là báo cáo thu nhập. Thì đây là một cái báo cáo về là bạn doanh thu được bao nhiêu, bạn chi bao nhiêu tiền. Cái thứ hai là balance sheet, là bản cân đối kế toán. Đây là cái mà nó nói cho bạn biết là tài sản công ty là bao nhiêu, công ty đang nợ bao nhiêu. Và cái thứ ba là cash flow statement, tức là bản báo cáo dòng tiền. Nó sẽ cho các bạn biết là cái dòng tiền mặt của công ty là bao nhiêu. Nếu mà bạn nào học một cái lớp kế toán cơ bản, hoặc là các bạn vừa mới vô trong trường đại học thôi, là nó đã dạy các bạn về những cái này rồi. Thật ra là dành cho phần lớn các bạn, nếu mà các bạn mới bắt đầu kinh doanh, bạn sẽ không cần phải quan tâm về cái này nhiều đâu. Nó chỉ bắt đầu khi mà các bạn mở công ty rồi này kia thôi. Tuy nhiên nếu mà các bạn có tham vọng lớn, các bạn muốn kinh doanh lớn, muốn mở rộng, thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải mở công ty. Và khi đó thì cái chuyện mà các bạn đọc một cái báo cáo tài chính nó sẽ cực kỳ quan trọng. Nếu mà các bạn không biết về cái này thì các bạn có thể lên trên mạng để mà học, hoặc là các bạn tìm một cái khóa học nào đó ngắn thôi, không có cần thiết phải đi quá chuyên sâu vào nó đâu. Tại vì khi mà đi chuyên sâu vào rất là nhức đầu. Mỗi khi mà chị kế toán của mình gửi cho mình cái bản báo cáo tài chính đó là mình kiểu như what is this? Nó rất là mệt, right? Nhưng mà ít nhất bạn vẫn cần phải biết cách đọc nó và hiểu nó. Tại vì kế toán nó là ngôn ngữ của kinh doanh. Bạn cần phải nhìn vào 3 cái báo cáo tài chính này để biết là công ty của bạn nó đang hoạt động như thế nào. Khi mà bạn kinh doanh nhỏ thì bạn chỉ có vài nhân viên thôi. Bạn có thể nhìn xung quanh, bạn biết là đồ đạc của bạn đang có những cái gì. Bạn nhìn vào tài khoản ngân hàng của bạn là bạn sẽ biết là bạn đang có bao nhiêu tiền ở trong đó. Bạn sẽ biết cái hoạt động kinh doanh nó ra sao. Nhưng mà một khi mà bạn bắt đầu bạn phát triển lớn lên rồi, rất là nhiều người, bạn không thể nào quản lý hết. Bạn không biết là ai mua bán cái gì, tiền bạc nó chạy như thế nào. Thì cái việc nhìn vào cái báo cáo tài chính đó là cái cách để mà bạn xác định được là công ty của bạn tình hình hoạt động kinh doanh ra sao, lời hay lỗ, và lỗ thì cái điểm yếu đó nằm ở đâu để mà bạn có thể sửa lại. Cái này ngoài lề một xíu, nhưng mà mình là một người tốt nghiệp tài chính ha. Khi mà bạn nói về những cái như là chơi chứng khoán, chơi cổ phiếu này kia, đó là về tài chính ha. Mình tốt nghiệp tài chính nhưng mà cái mình cảm thấy là ba cái bảng này nó còn giá trị hơn những cái kiến thức mà mình học về cái chuyện là phân tích công ty tài chính này kia nữa. Tại vì để mà bạn xác định được cái giá trị của một công ty, bắt buộc bạn phải nhìn vào cái bản báo cáo tài chính đó. Đó là cái bare minimum, là cái cơ bản nhất. Tuy nhiên mình dám cá các bạn là let's say là 90% các anh chơi chứng khoán, người ta không biết cách đọc bản báo cáo tài chính như thế nào. Người ta nhìn vào đến xanh, đến đỏ, đến vàng và người ta ra cái quyết định đầu tư của họ. So cái đó thì nó giống như là gamble, các bạn chơi cá cược hơn là các bạn thật sự phân tích về một công ty. Rồi để các bạn phân tích được là cái tình hình công ty nó kinh doanh tốt hay xấu, tương lai nó ra sao, rồi giá trị công ty như thế nào, nó sẽ cần bạn phải biết cách đọc bản báo cáo tài chính. Bài học thứ 7, quản lý con người. Đây là một cái mà bạn sẽ nghe rất là nhiều về khi mà bạn đang ở trong trường đại học. Tuy nhiên thực sự mình nghĩ là phần lớn người ta sẽ không cần tới. Ít nhất là tới khi nào mà các bạn kinh doanh rất là thành công và bạn cần phải tuyển dụng rất là nhiều người, thì lúc đó cái chuyện mà gọi là quản trị nhân sự, quản trị con người này kia nó mới bắt đầu quan trọng. Cá nhân mình thì mình cũng có tuyển người, nhưng mà chỉ cũng gọi là mới gần đây thôi mình nhận ra là nó có một tí quan trọng. Tại vì khi mà bạn bắt đầu có team và có nhiều người, mọi thứ nó sẽ không còn là bạn làm hay là bạn quản lý nữa, mà bạn phải giao công việc, giao trách nhiệm và giao quyền cho người khác làm. Và cái thử thách khó khăn ở đây là nhân viên của bạn không phải là bạn, cả về khả năng cũng như là mức độ ưu tiên. Ví dụ đối với bạn, bạn là người entrepreneur, bạn là người tạo ra cái business này, thì cái sự thành công của nó là cái ưu tiên hàng đầu đối với bạn. Nhưng mà đối với nhân viên của bạn thì khác, họ có những cái ưu tiên khác. Họ có ưu tiên về gia đình, về cuộc sống, về sự phát triển bản thân họ, về người yêu, bạn bè, rất là nhiều thứ. Bạn không thể nào mong chờ là nhân viên của bạn cũng chìm đắm trong công việc và tận tâm như là bạn được. Và đó là lúc mà bạn nhận ra sự quan trọng của việc quản trị nhân sự. Nó bắt đầu từ việc là làm thế nào để mà thu hút người tài vào trong công ty, right? Và khi mà bạn thu hút được người ta vô trong công ty rồi thì làm thế nào để mà có thể giữ được người ta và train người ta để mà người ta làm những cái công việc mà bạn giao cho họ hoàn thành một cách tốt nhất. Cái hệ thống thưởng, cái hệ thống phạt, cái KPI là cái gì? Nếu mà bạn là một người mà gọi là kinh doanh từ con số 0, bắt đầu từ có một mình cho tới thời điểm này, thì mình nghĩ là bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khá là lạ. Tại vì trước đó bạn chỉ quan tâm tới những cái như là làm thế nào để marketing sản phẩm, làm thế nào để tao sell sản phẩm, tao bán, tao kiếm tiền về, right? Nhưng mà bây giờ tự nhiên bạn sẽ phải tập trung vô những cái vấn đề ở bên trong, những cái mà bạn sẽ rất là khó để mà thấy được kết quả liền. Đó là một cái cảm giác không thoải mái, nhưng mà mình nghĩ đó là cái tín hiệu cho thấy là bạn đang lên một cái level mới. Mình chưa tới level đó thì mình sẽ không nói nhiều về nó. Khi nào mình tới thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Còn hiện tại, dành những bạn nào quan tâm về chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân để kinh doanh online thì các bạn có thể vào trang web trạicreator.com để tìm hiểu miễn phí. Good luck bạn!